Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 2. Một giả định nhỏ. Giả sử, bạn muốn đóng một cái cây đinh lên tường. Bạn nghĩ mình có làm được không? Dĩ nhiên là được. Với điều kiện, bạn có công cụ phù hợp. Bây giờ hãy cho rằng, bởi vì tôi rất yêu quý bạn, tôi tin vào bạn, và tôi thực sự muốn bạn thành công. Vậy nên tôi sẽ đi ra ngoài, bỏ nhiều tiền và cân nhắc cẩn thận để mang về cho bạn một thứ cực kỳ đắt tiền mới cấu bằng thép đó là một cái cưa máy bây giờ bạn hãy bắt đầu đóng cây đinh kia vào tường ok 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 bạn nghĩ trong đầu ông ấy là người thành công nên tôi nghĩ ông ấy biết mình đang làm gì bạn bắt đầu dùng cái cưa máy mới toăng phan từng nhát lên tường tôi hỏi tình hình sao rồi cha không được tốt cho lắm. Bạn trả lời, cố gắng che đi vết cắt to tướng bạn mới tạo ra trên tường. Tôi lại hỏi, có vấn đề gì vậy? Bạn lầm bầm trong miệng, sao mà khó thế? Làm mãi chẳng xong. Thế là tôi cổ vũ bạn và chỉ cho bạn cách đóng cây đinh ấy vào tường. Nói cho cùng, tôi đã làm được rồi mà. Giờ thì mọi thứ thế nào? Vẫn như cũ. Bạn hãy thấy rằng tôi đang rất dễ thương tôi tin tưởng bạn tôi đang dành cho bạn những lời khuyên có thể mang lại hiệu quả nếu giờ tôi nhận ra rằng sau tất cả những lời khuyên tuyệt vời kia bạn vẫn không đóng được cây đinh vào tường thì sao được tôi nói cho bạn nghe này bạn có thể lấy bất cứ một cái cưa máy nào bạn muốn tôi chỉ cho bạn đến một rổ cưa máy có cái màu xanh có cái màu đỏ có cái to có cái nhỏ hãy chọn bất cứ cái cưa máy nào bạn muốn vì vậy bạn miễn cưỡng chọn lấy một cái màu xanh vì có thể nó có tác dụng. Sau đó là cái to, rồi tới cái nhỏ. Điều gì xảy ra? Kết quả không hề thay đổi. Nhưng bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Bạn có còn tràn đầy những động lực hào hứng và phấn khích để đóng cái đinh kia vào tường nữa không? Chắc chắn là không. Có thể bạn đang tự nhủ. Mình sẽ chẳng bao giờ đóng được cây đinh ngu ngốc này vào tường. Thậm chí nếu bạn, bằng cách nào đó, đóng được một cây đinh lên tường, bạn sẽ tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu nỗ lực và bao nhiêu sức lực. Chẳng phải bạn đang cảm thấy chán nản, thất vọng, tức giận, quất quất, khó chịu, cấu tiết, bực bội và căng thẳng hay sao? Bạn hẳn sẽ muốn giảm thiểu công việc đó và giảm xuống mức càng ít càng tốt. Có phải những hành động bên ngoài của bạn sẽ tương tự như thế này không? Bạn phàn nàn với người khác, chuyện đóng đinh vào tường sao mà khó quá. Bạn nói xấu sau lưng tôi, chuyên gia hướng dẫn đóng đinh của bạn. Bạn viện lý do để không phải đóng đinh vào tường. Bạn trút giận lên đầu con cái hay chồng hay là vợ khi về đến nhà. Tinh thần và cảm xúc của bạn bị ảnh hưởng trầm trọng. Bạn tìm cách giải tỏa hoặc là thư giãn như xem TV, lướt nét, chỉ để xả stress do quá trình đóng đinh lên tường gây ra. Bạn luôn tìm kiếm một nơi nào khác, một nơi tốt hơn để làm việc, bởi vì công việc bạn đang làm không đúng ý bạn vấn đề mấu chốt. Không phải là bạn không có khả năng hoàn thành công việc. Vấn đề ở chỗ, bạn đang tự dày vò bản thân vì không thể hoàn thành công việc khi bạn đang được trao cho một công cụ hoàn toàn không phù hợp với công việc mà bạn đang cố làm. Giải pháp duy nhất mà bạn nhận được đơn thuần là cùng một công cụ, chỉ khác hình thức. Vậy nên, dù cho chuyện đóng cây đinh vào tường đơn giản đến thế nào, nhưng không có công cụ thích hợp, nó vẫn sẽ vô cùng khó vậy cái cưa máy này có gì không ổn dĩ nhiên là không cưa máy là một công cụ rất đắc lực khi bạn muốn cưa một cái cây nhưng khi bạn muốn đóng đinh vào tường thì nó hoàn toàn vô dụng bạn đã bao giờ thấy những trường hợp tương tự như ví dụ tôi vừa đưa ra trong cuộc sống công việc hay công ty của bạn chưa khi tôi đặt ra câu hỏi trong các buổi hội thảo gần như mọi cánh tay đều giơ lên Ai cũng đã có dịp chứng kiến nhiều người có tài năng, trí tuệ và động lực, những người được yêu cầu đóng đinh vào tường rồi sau đó được trao cho một cái cưa máy. Dưới đây chỉ là vài con số nhỏ nhỏ. Những người được cho là nhân viên tồi, tiêu tốn của các công ty Mỹ hơn 100 tỷ đô la mỗi năm. Tôi tự hỏi, họ đang đưa cho những người này bao nhiêu cái cưa máy và yêu cầu họ đóng đinh lên tường. Strike làm tổn hại các công ty Mỹ hơn 300 tỷ đô la mỗi năm. Tôi tự hỏi, mức độ stress sẽ giảm xuống đến mức nào nếu họ ngừng trao cho mọi người cái cưa máy và thay vào đó là một cây búa. Nhân viên kém chất lượng hay stress không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ ta đang đi tìm cây búa để đóng lên vào tường, nhưng tất cả những gì ta nhận được là những cái cưa máy. Đó chưa phải là phần thú vị nhất. Đây mới là phần thú vị nhất. Nó tượng trưng cho chiếc chìa khóa mở cánh cửa đến tự do, thành công và sự viên mãn của bạn. Bạn không bao giờ có thể giải quyết vấn đề về lý do bằng một giải pháp về cách làm. Hãy đọc lại câu trên một lần nữa. Bạn không bao giờ có thể giải quyết vấn đề về lý do bằng một giải pháp về cách làm. Bởi nếu bạn đang tự cản trở bước đường đi đến thành công của mình, bạn chẳng gặp vấn đề gì trong chuyện tìm kiếm phương pháp cả. Vấn đề nằm ở tư tưởng. Bạn đang dằn xé giữa lý do nên và lý do không nên thành công. Và bạn không bao giờ có thể giải quyết được vấn đề về lý do bằng một giải pháp về cách làm. Điều này giải thích lý do tại sao những người bạn sẽ gặp trong những trang sau, những người làm theo các bước thực hiện được tiết lộ trong quyển sách này đã tăng gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp bốn thu nhập chỉ trong vòng một năm. Giảm được 9 ký trong vòng 60 ngày mà không bị stress hay phải ăn kiêng. Biến con số thu nhập hàng năm thành thu nhập hàng tháng và thậm chí là hàng tuần. Vượt qua những thời điểm đen tối nhất của khủng hoảng và tuyệt vọng để vươn lên đến thành công, sự viên mạng. Đây chỉ là một vài trong số những kết quả xuất sắc mà các học viên của tôi đã đạt được trong cuộc sống, sự nghiệp và mối quan hệ. Bạn cũng có thể làm được, với điều kiện, bạn làm theo mật mã thành công. À, còn một điều nữa, tôi muốn nói với bạn. Thế giới thực Sau đây là những gì tôi quan sát được từ thế giới thực, để xem bạn có đúng không nhé. Một, Sương mù Chúng ta không biết mình thật sự muốn gì. 2. Chạy bộ trên máy Lúc nào chúng ta cũng cực kỳ bận rộn, nhưng chẳng đi được đến đâu thứ ba thấy mình thất bại chúng ta so sánh bản thân với người khác và thất vọng tràn trề bốn thử lại lần nữa chúng ta cứ cố gắng và hy vọng mọi chuyện sẽ khác ở bước đầu tiên ta không thực sự biết mình muốn gì hoặc ta không biết cái mình thực sự muốn hoặc ta không tin mình có thể đạt được những gì mong đợi hoặc là ta sợ người đó sẽ nói gì nếu như mình không đạt được điều mình muốn hay ta cứ đinh ninh mình không tin mình có thể đạt được điều mình muốn hoặc là lỡ đạt được rồi vẫn không hạnh phúc thì sao hay bạn hiểu chứ ta bị sương mù phủ lấp đến bước thứ hai chúng ta chạy bộ trên máy bạn đã bao giờ chạy bộ trên máy chưa bạn chạy quá trời mà có đi đến đâu đâu hãy nhìn danh sách những việc mà tôi phải làm đây này tôi bận rất bận nhưng mọi thứ vẫn y như cũ và có lúc máy chạy bộ chuyển sang chế độ leo dốc phù tôi đang làm việc làm việc làm việc tôi bận bận tôi bận nhưng kết quả vẫn không thay đổi chạy bộ trên máy bằng hiểu ý của tôi chứ bây giờ chúng ta đến bước quan trọng thứ ba thấy mình thất bại bạn hãy cùng xem xét với tôi ta không thực sự biết mình muốn gì nên ta bị sương mù bao phủ ta cực kỳ bận rộn vì thế ta chạy bộ trên máy chắc bạn đã hiểu ta cảm thấy mình thất bại ta cảm thấy bất kỳ ai cũng thành công hơn ta trời đất ơi không biết tôi đã mất bao nhiêu năm cuộc đời để dậm chân ở bước này tôi không muốn bạn mất thêm một giây phút nào nữa và dù với tất cả những điều đó những năm tháng chán chường và hàng chục ngàn đô la đã bỏ ra, chưa thấy kết quả gì nhiều. Thậm chí là như thế, ta vẫn bắt tay vào bước 4. Thử lại lần nữa. Bạn thấy đấy, bạn có động lực, bạn thực sự muốn thành công, bạn không ngừng cố gắng, dù cho bạn đã từng thất bại trong quá khứ. Bạn thực sự xứng đáng nhận một tấm huân chương vì dám tiếp tục dấn bước dù không gặt hái được kết quả như mong đợi. Dù chưa bao giờ nắm trong tay công cụ thích hợp. Vậy nên, tôi sẽ không chỉ bạn cách để thành công không phải vì tôi không muốn mà bởi tôi không cần làm thế chắc hẳn khi lật quyển sách này ra không ít người đã biết những cách cần thiết để thành công hoặc bạn có thể dễ dàng tìm tòi thêm trong những quyển sách hoặc là những chương trình đào tạo về phát triển bản thân nhan nhản ngoài kia bây giờ là lúc bạn cho phép bản thân của mình thành công trong khả năng tối đa của bạn đã đến lúc bạn vĩnh viễn Nhất chân ra khỏi bàn đạp thắng trong cuộc đời, sự nghiệp và các mối quan hệ của bạn. Và tôi sẽ chỉ cho bạn chính xác cách thực hiện. Tóm tắt nhanh. một Thành công tột bậc có bí quyết riêng của nó. Bí quyết đó là có sự khác biệt căn bản và to lớn giữa làm thế nào để thành công và làm thế nào để cho phép bản thân mình thành công. 2. Yếu tố thực sự tạo ra hành vi con người chính là lý do nên và lý do không nên bên trong bạn. Chúng là những lý do bạn cho rằng mình nên làm hoặc không nên làm một việc gì đó. Thứ ba, chính vì vậy, nguyên nhân khiến bạn tự cản bước trên con đường thành công của mình chẳng liên quan gì đến phương pháp thành công cả. Nó nằm ở việc khám phá lý do không nên cho phép bản thân bạn thành công từ trong tiềm thức của bạn. Thứ tư, việc bạn tự cản trở không cho bản thân của mình thành công là vấn đề về mặt lý do nên hay là không nên. Bạn không bao giờ có thể giải quyết vấn đề về mặt lý do bằng một giải pháp về cách làm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 2.